một chiếc xe SH 2022 lên mẫu Ý, thì không biết là mình gọi là lên lên dàn áo, lên đời dàn áo hay là xuống đời. Mình quen miệng thì mình hay gọi là lên đời dàn áo, còn không biết quan điểm của anh em như thế nào. Thì hôm nay có chiếc xe SH 2022. Đây, chiếc xe này mình đã lên đời dàn áo Ý rồi nha mọi người. Thì về căn bản thì ngoại hình nó thay đổi hoàn toàn ha. Giữ lại cặp mâm và smart key và màn hình đồng hồ, còn lại là thay đổi hoàn toàn. Màn hình đồng hồ thì không có gì thay đổi, mình vẫn giữ nguyên là bản SH 2022. Màn hình đồng hồ điện tử ha. Núm khóa smart key thì rất là tiện lợi, mình vẫn giữ luôn núm khóa này. Đó, cực kỳ là đẹp ha. Rồi, phần ngoại quan thì sẽ thay đổi toàn bộ dàn áo màu đỏ đô ha. Đấy, quay từ sau nhìn tới thì nhìn chiếc xe cực kỳ là mạnh mẽ ha. Nó khác với chiếc xe SH 2022 rất là nhiều. Đó, về căn bản thì chiếc xe này thay đổi dàn áo, đổi mẫu từ 2022 thành mẫu Ý, thì nó khiến cho rằng đó là chiếc xe xuống đời chứ không phải là lên đời. Thì mình quen gọi là lên đời xe từ SH 2022 lên Ý. Không biết quan điểm của mọi người thế nào. Ok, mọi người để lại comment.